chào cả nhà. Sáng hôm nay là cả đoàn sẽ đi du lịch xuống thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Đây phía sau có một số anh chị em đây, xe rất là tài xế. Đây, cả gia đình đi cứ một tháng là dành đi thời gian đi du lịch như này. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cho Thế Công Nhân TV, subscribe và like share cho kênh của Thế nhiều hơn. Đây đang đi trên xe, Thế đi phía sau và bác Tài phía trước. Xuất phát từ dậy 4 giờ sáng, bây giờ xuất phát chuẩn bị mọi thứ thì 5 giờ các đoàn đi trên miền núi thì bây giờ này vẫn thấy rất là còn lạnh lắm, ai cũng phải mang áo ấm đi. Đây trên đường chuẩn bị xuống thành phố này. Tôi trượt chay khỏi chay rồi chứ, lạnh ghê. Con mệt thì tựa vào bạc chứ khó cũng khó. Hai anh ở dưới đó cho tựa đi. Chân đèo rất là đẹp cả nhà ơi. Đó, trên cao mà quay được trên xe này. Đấy, đang xuống dốc. Rồi nhà đi đây. Đúng rồi, đây rồi. Cái nhà giàu nhất nên xóm luôn. Thế anh nói. Chỗ đi đập được cái đó. Đấy, xịt đầu đó. Đi chỗ đầu trên đầu. Đây nhà đưa em ở sau tới. Đây là xe ấy, anh em đi du lịch ngày hôm nay. Chiều là anh em sẽ đi tắm biển đấy. Cái vườn nhỏ nhỏ có hai đứa em một con chuột. Dương mấy gì mẹ anh chị em mà hai bên là họ thời gian đến bên ấy để đặt tên cho tổ nội. Cũng có gì hơn thì con cũng xin cảm ơn tấm lòng tất cả. Và sau đây về cũng vì có một lần nữa thì cũng có xin hát một bài